Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm PDMF phiên bản 12.0 FP6.25. Thì trước khi cài đặt phần mềm này, các bạn phải tắt mạng. Đây, các bạn nếu mà đang kết nối mạng thì các bạn tắt mạng. Và sau đó các bạn sẽ tắt cái phần mềm diệt virus. Ở đây mình có cáp và cài, mình tắt đã tắt rồi, nó đang không hiển thị lên nhá, thấy không? Và cái thứ ba là các bạn cần tắt phần diệt virus tường lửa của Windows. Các bạn vào việc mục virus threat protect này, các bạn chọn manager setting, bạn chọn turn off này. Ở đây đều tắt hết nhé. Phần mục ở đây các bạn chuyển thành off hết nhé. Rồi sau đó các bạn tiến hành cài đặt. Cái link download của phần mềm này mình sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể download về. Thì để cài đặt cái phần mềm này, các bạn click vào mục crack, các bạn chọn vào mục readme là cái phần hướng dẫn cài đặt. Thì điều bước đầu tiên các bạn sẽ cài đặt cái phần mềm setup, phần setup downloadly.ir.xl là cái bên ngoài cùng này. Các bạn nhấn chuột phải, chạy với tư cách quản trị. Các bạn nhấn Z nhé, bạn nhấn OK. Các bạn chờ cho nó load xong nhé. Nó sẽ hiện lên một cái mục phần cài đặt, các bạn nhấn vào next. Ở đây các bạn sẽ tích chọn vào mục này, mũi tên sụt xuống, các bạn nhấn vào entry và các bạn sẽ tắt cho mình chức năng là schematic 3D này. Rồi các bạn sẽ nhấn các bạn vào tạo cái phần cài ở ổ đĩa C nhé. Đây mình sẽ tạo cho cái phần ổ đĩa C một tệp mới là tên là AVVA. Các bạn cài lắp nó đi nhé, AVVA đấy, ở một ổ C nhé. C đây mình sẽ tích vào cái ổ C và chọn AVVA. Các bạn nhấn vào OK, tất cả các file nó sẽ nằm ở ổ C này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào Next và nhấn vào ISO. Phần này hơi lâu nên mình sẽ tạm thời dừng video ở đây. Khi nào nó load xong thì chúng ta sẽ tiếp theo nhé. À, nó cũng nhanh phết này. Các bạn chờ cho nó setup. Đó, vậy nó hơi lâu. Trong chờ đợi mình tạm dừng chút nhá. Nó gần sắp xong rồi nhá.
Rồi các bạn nhấn vào Finish. Rồi các bạn sẽ kích vào phần hướng dẫn này. Bước tiếp theo là các bạn cài đặt phần Uplift SP 6.25 chấm download là cái file này. Các bạn cũng kích cái file chạy với quyền quản trị. Các bạn nhấn vào Z. Lưu ý là các bạn sẽ làm theo thứ tự nhé, không là các bạn sẽ bị lỗi. Rồi các bạn nhấn vào OK. Rồi cái bước tiếp theo các bạn sẽ cài đặt crack download ly. Các bạn sẽ vào mục crack này, các bạn nhấn vào cái này, cũng chạy với tư cách quản trị, các bạn nhấn vào viết, nhấn vào next, chọn next. Rồi các bạn xong. Rồi các bạn sẽ copy cái theo địa chỉ là lúc này mình cài OCC AV3 đúng không, các bạn vào cái mục folder cuối cùng là FD, copy để cho ra ngoài mục project này. Đây các bạn làm như sau. Đây các bạn sẽ AV3 F26 ODC AV3 26. Các bạn chọn vào project, các bạn FD, các bạn cancel nó đi. Các bạn copy. Rồi các bạn quay lại một bước thôi nhé, một bước này. Các bạn sẽ nhấn vào đây này, các bạn thấy không, ra vào mục project này, các bạn copy dán, các bạn nhấn vào thay thế này. Để cho ăn chắc bạn các bạn làm lại lần nữa này. Các bạn nhấn vào thay thế. Rồi các bạn tắt nó đi. Rồi cái bước tiếp theo là chạy run PDMF. Rồi các bạn vào mục tìm kiếm này, nhấn vào run PDMF ở đây. Rồi các bạn nhấn vào nó đi. Lúc này đã hiển thị trên cái phần khởi động. Đấy, như thế này các bạn sắp thành công rồi đó. Ở mục project đây, người ta hướng dẫn đây này. Các bạn nhấn vào sample này, các bạn nhấn bật caps lock lên nhé, sample, các bạn cứ để caps lock đi, rồi các bạn nhấn enter là nó sẽ chuyển về s hoa viết hoa, nhưng còn cái chữ kia là viết thường, các bạn nhấn enter, thấy không? Đó, bạn ở đây cũng nhấn là sample, đây username là sample, các bạn nhấn enter, mục password là sample viết hoa. Sample. Các bạn enter mục MDB cũng sample. Sample. Enter mục modular, các bạn chọn design. Đây, modular. Các bạn chọn design và nhấn OK. Rồi các bạn đã thấy một phần mềm PDF nó khởi động thành công đúng không? Rồi phần mềm đã thành công thì các bạn có thể triển khai làm việc trên phần mềm PDMS. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cài vào phần mềm PDMS. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu thấy bổ ích cho các bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ video giúp mình để ủng hộ mình ra những video tốt hơn. Link tại phần mềm ở cái phần mô tả nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.